Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị. Hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green giới thiệu với anh chị một cái mẫu nhà 2 tầng đơn vị chúng tôi thiết kế cho cô Thúy, chú Cảnh ở thành phố Hải Phòng anh chị nhé. Đây là cái không gian phần móng của công trình. Thì đơn vị nhà đẹp Green hôm nay đến phần kiểm tra phần cốt thép móng của công trình anh chị nhé. Móng của nhà chú Cảnh, cô Thúy thì sử dụng là cọc khoan nhồi các anh chị ạ. Cọc khoan nhồi anh chị trên nền đất yếu. Và đây là cái không gian phần móng đã phần làm thép. Và trong phần móng này thì các anh chị chú ý trong quá trình thi công xây dựng, phần móng là đặc biệt chúng ta phải tuân thủ bản vẽ. Và với đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư nhà đẹp Green, chúng tôi đã tính toán và làm phần cốt thép chính xác rồi, và đã tính được cái lượng dư trong về tải trọng của ngôi nhà rồi. Nên các anh chị cứ tuân thủ. Thứ nhất là chúng ta với nguyên tắc là không được bớt các cái phần thép mà đơn vị chúng tôi đã tính toán. Thứ hai là khi chúng ta làm ấy thì chúng ta phải tuân thủ về mặt kỹ thuật. Nếu mà chúng ta phải bẻ mỏ này, mối buộc này, và các cái phần thép thì chúng tôi có bản ghi trong hồ sơ bản vẽ đã có đầy đủ cho tất cả quý khách hàng. Và đặc biệt thì trong ngày hôm nay thì thời tiết ở thành phố Hải Phòng cũng rất là nắng, mà đơn vị chúng tôi đến kiểm tra và chúng tôi review một lượt cho tất cả quý cô bác anh chị chúng ta xem. Anh chị nào ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng mà cần tư vấn thiết kế không gian nhà đẹp thì hãy liên hệ ngay số hotline là 0386 325 566, thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Mỗi một công trình của nhà đẹp Green cũng là ngôi nhà của quý khách hàng, và tâm niệm với ngôi nhà của khách hàng cũng là ngôi nhà của đẹp của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cho nên chúng tôi sẽ phải chuẩn chi kiểm tra từng bước một, từng hạng mục một. Thì trong những các lỗi sai chính khi các bà con cô bác làm phần thép móng này, thì cái lỗi sai cơ bản nhất đó là cái phần giác móng. Nghĩa là khi chúng ta tính tim cột từ cột này đến cột kia thì các bác thợ làm thì hay bị xê dịch một chút xíu nào đó. Cho nên là khi chúng ta kiểm tra thì các anh chị sẽ phải kiểm tra từ tim cột này đến cột kia đã đúng với bản vẽ hay chưa. Nếu mà chưa đúng thì chúng ta phải điều chỉnh và sửa ngay lập tức. Còn nếu mà chúng ta không kiểm tra cái động công tác này thì đến lúc khi xây gạch, xây tường lên, chúng ta thấy cái cột, tim cột chúng ta bị lệch, thì thông thường nhiều các bác thợ vùng quê thì lại bẻ khuỳ cái chân cột của chúng ta đi để cho nó thẳng. Hoặc là có trường hợp mà chúng ta sẽ bị xiên trong quá trình bắn tim cốt, nó không thẳng hàng. Thì đấy là những cái lỗi mà hay thường gặp trong quá trình thi công phần móng, đặc biệt là những ngôi nhà dân dụng và những công trình mà không có thiết kế nữa thì còn sai phạm nhiều nữa. Cho nên là các chị, các quý cô bác chuẩn bị xây nhà thì chúng ta nên đầu tư một chút tiền bản vẽ thiết kế để có đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư về kiểm tra cho quý cô bác các anh chị để có được cái căn nhà đẹp. Vì một ngôi nhà cả đời chúng ta xây một căn, hai căn, cùng lắm là ba căn, còn tỷ lệ mà xây trên ba căn chỉ đếm trên đầu ngón tay ít lắm. Hầu như các cụ bác cả đời chỉ xây một căn thôi. Cho nên là số tiền chúng ta tích lũy được cả cuộc đời chúng ta xây nhà thì chúng ta nên đầu tư một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp về thiết kế và kiểm tra chúng ta trong các hạng mục quan trọng như cốt thép móng, mái 1, mái 2. Đấy, những cái hạng mục chính để chúng ta đảm bảo cho công trình, và đặc biệt là phần thép móng. Nhà có chắc, có bền hay không là do phần móng. Phần móng quyết định đến 90% các anh chị nhé. Cho nên là các anh chị quan trọng nhất phần móng, nên ta phải kiểm tra, giám sát kỹ đội thợ, và trong quá trình làm ta tìm đội thợ có tâm, có tầm để giúp cho ngôi nhà chúng ta có được cái sự bền vững và cái vẻ đẹp sang trọng đúng như bản vẽ thiết kế. Cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.